Cao, CEO viện tế bào gốc Thụy Sĩ Helen Swiss Cells, tiến sĩ y khoa Vladimir Kenis, bác sĩ chuyên gia hàng đầu của Hội đồng Hiệp hội Quốc tế về liệu pháp tế bào châu Âu, chuyên gia Antonio Alonso, là một trong những chuyên gia tiên phong trong việc đưa các thiết bị trị liệu tế bào ra khắp châu Âu. Trong suốt 14 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể các y bác sĩ, chuyên gia hàng đầu và toàn bộ nhân viên, chúng tôi đã mang lại sắc đẹp và cải thiện sức khỏe cho hàng ngàn khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có các chính khách, doanh nhân và các nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng thời cũng mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho hàng trăm đại lý đồng hành thực hiện sứ mệnh của chúng tôi. Tôi Helen, đại diện cho ban lãnh đạo Helen Swiss Cells Việt Nam, tuyên bố khai trương viện tế bào gốc Thụy Sĩ tại địa chỉ 19 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Một, hai, ba. Congratulations. Xin được chúc mừng viện tế bào gốc Thụy Sĩ đã chính thức khai trương cơ sở mới. Of Swiss Stem Cell Institute marks a successful milestone in a long-term, strong and mutual partnership and development of business. Sự kiện khai trương viện tế bào gốc Thụy Sĩ đánh dấu cột mốc thành công trong mối quan hệ đối tác lâu dài, bền chặt cùng phát triển của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thank you so much. Come on. Thank you. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các bạn.